cán bộ giỏi thì sợ gì? Khi hụt kiến thức chuyên môn, hỏng kỹ năng tương tác thì đương nhiên phải được thay thế bằng những thành tố tốt hơn để mạch nguồn công vụ được thông suốt. Cán bộ bị kỷ luật khiển trách 2 lần trở lên trong cùng một nhiệm kỳ hoặc trong thời hạn bổ nhiệm, có trên 2/3 số phiếu tín nhiệm thấp tại kỳ lấy phiếu theo quy định, có 2 năm liên tiếp xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ sẽ xem xét miễn nhiệm. Đó là nội dung quan trọng trong quy định 1300 vừa được ban hành bởi Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó ngày 4 tháng 4 tại hội nghị lần thứ 20 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11, sau khi thừa nhận quý 1 năm nay thành phố chưa thể kiềm chế, ngăn chặn đà giảm sút để phải chấp nhận mức tăng trưởng tạm thời là 0,7%. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ ra nhiều nguyên nhân. Một trong những giải pháp, ông Nguyễn Văn Nên yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hành chính, chuyển đổi số gắn với hoạt động thi đua khen thưởng. Nói về kết luận số 14 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng người cán bộ cần dám nghĩ dám làm, trước hết là dám nghĩ dám làm trong công việc được giao. Có nghĩa là làm đúng và làm tốt những nhiệm vụ ấy. Còn nếu như e ngại mà né tránh là không dám làm những việc phải làm thì không ổn. Đọc hai thông tin trên, nhiều người ban đầu có tâm lý e ngại, cảm giác như cán bộ đang bị đặt vào tình thế chênh vênh giữa ranh giới của dám nghĩ, dám làm và làm sai bị xử lý. Con số tăng trưởng trong quý 1 dường như có phần nhiều nguyên nhân từ sự e dè, né việc, ngại quyết của cán bộ khi đối mặt với vấn đề hệ trọng liên quan đến kinh tế xã hội, nhưng cũng đồng thời liên quan tới trách nhiệm, quan lộ của họ. Việc được tín nhiệm hay thoát kỷ luật đôi khi chiếm tỷ lệ lớn thời gian suy nghĩ trong ngày, trong tuần, trong tháng của cán bộ. Đó là những lo ngại có vẻ có lý. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu thêm chút nữa, người viết cho rằng kết luận 14, quy định 1300 đang là những công cụ hữu hiệu bổ trợ cho nhau, vừa là vũ khí lại vừa là lá chắn giúp công tác cán bộ vẹn toàn, qua đó thúc đẩy kinh tế xã hội bứt phá. Bởi kết luận 14 không phải là thượng phương bảo kiếm, miễn tử kim bài để anh tự do vượt giới hạn. Làm gì cũng cần phải dựa trên quy định, vấn đề là linh hoạt phát huy phạm vi, lợi thế của quy định đó thay vì tư duy bản thân bị bó buộc. Quy định 1300 không phải giao cản với công chức liêm chính, chỉ khi non nghĩa vụ công dân, thiếu đạo đức công vụ, hụt kiến thức chuyên môn, hỏng kỹ năng tương tác thì đương nhiên bị xử lý để mạch nguồn công vụ được thay thế bằng những thành tố cống hiến tốt hơn. Sự bổ trợ và nâng cao hiệu quả cho nhau thật cần thiết. Vấn đề còn lại là thực hiện sao để nhuần nhuyễn trên tinh thần công tâm, trong đó có việc đặt trọng trách cao đối với tác giả của những lá phiếu tín nhiệm, phải nhận xét, đánh giá chính xác trên nền của tư duy đổi mới, chứ không phải vì động cơ yêu ghét cá nhân. Để giải phóng năng lực của cán bộ, cần vận dụng nhuần nhuyễn ít nhất 2 công cụ, vừa là vũ khí, vừa là lá chắn của họ như đã nói ở trên. Nóng, kiến nghị cho phép xe ô tô biển trắng được tự động giãn chu kỳ đăng kiểm. Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị cho phép xe không kinh doanh vận tải được thực hiện giãn chu kỳ kiểm định ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại mà không phải mang xe đi đăng kiểm. Ông Nguyễn Văn Quyền, Chủ tịch Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam cho biết, hiệp hội này vừa có công văn gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc tháo gỡ khó khăn trong việc đăng kiểm đối với xe cơ giới để kiến nghị cho phép xe ô tô biển trắng được tự động giãn chu kỳ kiểm định. Theo ông Quyền, sau khi thông tư số 02/2023 của Bộ Giao thông Vận tải sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư số 16/2021 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ có hiệu lực thi hành đã tác động tích cực đến hoạt động đăng kiểm xe cơ giới, đặc biệt là đối với xe cơ giới chưa qua sử dụng thuộc trường hợp được miễn kiểm định lần đầu. Tuy nhiên, số lượng phương tiện thuộc đối tượng miễn kiểm định lần đầu mỗi năm chỉ khoảng trên 500.000 xe, lại giải đều trong năm. Do vậy, nhóm phương tiện này không đủ tác động làm giảm tình trạng quá tải và ùn tắc tại các trạm đăng kiểm hiện nay. Theo số liệu công bố của Cục Đăng kiểm Việt Nam, sẽ có 3,1 triệu ô tô không kinh doanh vận tải, xe mang biển trắng được giãn chu kỳ kiểm định, nhưng phải đến chu kỳ kiểm định tiếp theo mới được thực hiện quy định này. Do vậy, số lượng phương tiện đến kỳ kiểm định hiện nay trong thời gian tới là rất lớn. Tình trạng quá tải tại các trạm đăng kiểm vẫn không suy giảm. Theo phản ánh, tại hầu hết các tỉnh thành phố trên cả nước vẫn xảy ra tình trạng ách tắc, phương tiện chờ đợi xếp thành hàng dài tại các trạm đăng kiểm. Nhiều phương tiện phải chờ đợi nhiều ngày mới được thực hiện đăng kiểm, ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đi lại của người dân. Để tháo gỡ khó khăn trong việc đăng kiểm xe cơ giới, đặc biệt là các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ bằng xe ô tô,
Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải cho phép thực hiện giãn chu kỳ kiểm định đối với xe không kinh doanh vận tải ngay từ chu kỳ đăng kiểm hiện tại. Nghĩa là khi xe thuộc diện được giãn chu kỳ kiểm định theo thông tư số 02/2023, thì chủ phương tiện chỉ mang theo các giấy tờ cần thiết gồm đăng ký xe, số kiểm định đến trạm đăng kiểm để làm thủ tục và được cấp tem kiểm định mới phù hợp với thời gian được gia hạn mà không phải mang xe đi đăng kiểm. Về vấn đề này, trước đó trao đổi với báo chí, ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, thông tư số 02/2023 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ không có giá trị hồi tố. Do đó, phương tiện sắp đến hạn đăng kiểm vẫn phải đến các đơn vị đăng kiểm để thực hiện kiểm định theo quy định và sẽ được áp dụng chu kỳ đăng kiểm mới tùy theo từng loại xe.